Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Bình đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh và của huyện, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã triển khai kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người, xây dựng phương án về công tác phòng chống dịch. Theo những tình huống cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ động ra soát những người đi đến từ vùng dịch và các tỉnh khác ra vào địa bàn để thực hiện nghiêm các biện pháp y tế theo quy định. Phương thì ban thường vụ đảng ủy đã chỉ đạo đối với ủy ban nhân dân và phối hợp với các ngành đoàn thể làm trước hết là tổ chức công tác tuyên truyền, tập phòng chống dịch như là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn và đối với các thôn thì có cái bài tin bài do trung tâm văn hóa huyện gửi mẫu gửi về cho tuyên truyền là dùng các hệ thống loa di động đi từng ngõ từng nhà và thực hiện các biện pháp như là cho ký cam kết để phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của huyện về phòng chống dịch COVID-19, xã Hán Đà đã kiện toàn lại 8 tổ phản ứng nhanh tại tất cả 8 thôn. Riêng đối với 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, cư trú tại thôn Hán Đà 2, chính quyền địa phương đã kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Bình, có biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Mặc dù đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, song bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện Yên Bình đã ban hành các văn bản chỉ thị, công điện khẩn và tổ chức triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm chống dịch như chống giặc. Huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vào những diễn biến tình hình của dịch bệnh trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện và cái công tác phòng chống dịch bệnh. Với các cái hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, tập trung là kiểm soát tốt và chặt chẽ người ra vào địa bàn và phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cái hoạt động của các cái đội tự quản để nắm chắc cái diễn biến người đi đến địa bàn, trên cơ sở đó yêu cầu khai báo y tế, điều tra các yếu tố dịch tễ nếu có để có biện pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, huyện Yên Bình đã nhanh chóng triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng việc truy vết các đối tượng F1, F2 theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát lập danh sách các đối tượng đi đến từ vùng có dịch, cũng như các địa phương khác trở về địa phương, yêu cầu cách ly theo quy định. Huyện cũng đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tổng kết, hội nghị và các hoạt động tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và công sở làm việc, ra soát kiện toàn các tổ cơ động phòng chống dịch và các tổ tự quản ở khu dân cư, khởi động lại các tổ phản ứng nhanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo trung tâm y tế huyện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sẵn sàng các kịch bản xử lý kịp thời hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra. Đối với các phòng khám tại trung tâm y tế huyện, thực hiện phân luồng bệnh nhân ngay tại khâu tiếp đón, các phòng khám bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, lối đi riêng, phòng điều trị cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm. Huyện cũng chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tại khu điều trị cách ly của huyện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu. Trung tâm y tế thì chúng tôi đã thành lập đưa ra cái kiểm soát thân nhiệt, rồi đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh ngay tại lối ra vào của bệnh viện. Thì tại khoa khám bệnh thì chúng tôi cũng triển khai các điểm khai báo và phát hiện ra những trường hợp có thể là liên quan đến những khó triệu chứng về đường hô hấp nhưng không liên quan đến cái vùng dịch tễ, thì chúng tôi sẽ triển khai khám tại một cái buồng riêng. Thì còn tất cả những cái trường hợp mà ngay khi vào cổng mà có liên quan đến cái triệu chứng hô hấp và hoặc liên quan đến cái vùng dịch tễ thì chúng tôi đã đưa bệnh nhân theo đường đi riêng biệt xuống khu vực cách ly để khám sàng lọc phân loại tại đó. Đối với các cơ sở trường học, huyện chỉ đạo phòng giáo dục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Ban giám hiệu chúng tôi đã tuyên truyền và chỉ đạo tới các bậc phụ huynh trong nhà trường. Thứ nhất là yêu cầu các em học sinh 100% đến trường phải đeo khẩu trang. Thế và trước khi vào cổng trường tới lớp là các bạn phải được
sát khuẩn tay, và những cái bạn mà có cái biểu hiện ho, sốt thì là chúng tôi cũng đã tuyên truyền trên cái trang Zalo nhóm của các cô giáo chủ nhiệm là cho các bạn ở nhà, thế và đến những cái cơ sở y tế gần nhất để khám cho các em. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình cũng tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, chủ động phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế huyện cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, tuyên truyền bằng hình thức lưu động, cổ động trực quan. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, sự chung tay của cộng đồng, huyện Yên Bình đang nỗ lực triển khai những giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.